Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Camry giá bán thời điểm tháng 8 năm 2023 này. Thì trước mắt chúng ta đây là phiên bản 2.0G, phiên bản tiêu chuẩn. Thì ngoại thất có thể sẽ không lung linh bằng các phiên bản cao hơn. Tuy nhiên là em cũng vừa về thì em xin phép làm video để giới thiệu về giá bán thời điểm hiện tại của dòng xe Camry. Thì Camry được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 4 phiên bản và giá lần lượt như sau. Giá lần đầu tiên là phiên bản 2.0G này có giá niêm yết là đối với màu đen là 1 tỷ 105 triệu, và hiện tại bên em đang giảm cho anh chị là 41 triệu tiền mặt, và lăn bánh ở Bắc Ninh thì nó sẽ rơi vào khoảng 1 tỷ 180. Và nếu mà anh chị quan tâm đến dòng xe này và trả góp thì bên em đang hỗ trợ là 85% giá trị xe, 85% giá trị xe, và anh chị chỉ cần chuẩn bị trước giúp em số tiền khoảng 287 triệu để lăn bánh. Và tiếp theo là phiên bản 2.0Q thì có giá niêm yết là 1 tỷ 250, bên em cũng đang giảm 41 triệu tiền mặt, và lăn bánh thời điểm hiện tại nó sẽ rơi vào khoảng 1 tỷ 306 triệu, và trả góp tối thiểu để anh chị chuẩn bị giúp em là 317 triệu. Phiên bản tiếp theo là 2.5Q có giá niêm yết là 1 tỷ 405, và bên em cũng đang giảm 41 triệu tiền mặt, và với cái ưu đãi bên trên thì bên em đang lăn bánh, tính cho là anh chị lăn bánh là 1 tỷ 510 triệu, và trả góp chỉ từ 366 triệu thôi. Phiên bản cuối cùng, phiên bản cao cấp nhất là phiên bản 2.5HV, phiên bản xăng lai điện, thì có giá niêm yết là 1 tỷ 495, và bên em đang giảm là 46 triệu tiền mặt. Với cái ưu đãi bên trên thì lăn bánh sẽ rơi vào 1 tỷ 604, và trả góp anh chị chuẩn bị giúp em khoảng 389 triệu thôi. Và vừa rồi thì em đã thông báo cho anh chị về cái giá bán của dòng xe Toyota Camry điểm hiện tại vào tháng 8 năm 2023. Còn như anh chị thấy thì em sẽ tiện để giới thiệu sâu hơn về chiếc xe Toyota phiên bản 2.0G này. Thì thứ nhất là phiên bản này sẽ không được trang bị tính năng Toyota Safety Sense, logo là logo dạng thường, không được trang bị Toyota Safety Sense ở trên giống như các phiên bản trên. Và ngoài ra cái cụm đèn của xe thì vẫn sử dụng đây là bóng halogen, cái bóng xi nhan là vẫn bóng halogen. Còn ở phần thân xe thì có thể anh chị thấy là đây là một cái điểm trừ nhỏ nhỏ, là cái la răng của xe là sử dụng nhỏ hơn 2 inch so với cả phiên bản cao, và sử dụng dạng là phanh bánh đúc. Một cái nữa là phần trần xe anh chị thấy đây là màu trắng, bên đang dán cái miếng phim bảo vệ thôi, nhưng mà xe sẽ không được trang bị cửa sổ điều cửa sổ trời giống như hai bên ba phiên bản bên trên. Phần đuôi xe thì không có nhiều khác biệt so với các phiên bản trên. Duy nhất ở phiên bản 2.5Q thì phải có hai bô đôi thôi, còn ngoài ra thì tất cả phiên bản còn lại đều được trang bị một bô đơn. Phần nội thất của xe thì phiên bản 2.0G có duy nhất một cái điểm trừ là cái màn hình. So với các cái bản bên trên thì màn hình của phiên bản này trông khá là nhỏ. Thì nếu mà anh chị quan tâm đến nội thất thì có thể là tham khảo gói độ màn hình của bên em, thì nó sẽ vừa luôn cái khung này, rất là đẹp. Xe thì vẫn được sử dụng là điều hòa auto nhưng mà có hai vùng tự động, còn cái phiên bản các phiên bản còn lại thì sẽ được dùng 3 vùng tự động. Nội thất cũng có được hai lựa chọn là màu đen, và lựa chọn thứ hai là nội thất màu kem trên cả ba phiên bản. Như anh chị thấy ở đây thì em cũng phân tích, đây không phải video để chê nhưng mà đây là video để anh chị nắm được giá cũng như là thêm một chút thông tin về cụ thể hơn về phiên bản G để anh chị tham khảo. Với các phiên bản bên trên thì ở đây sẽ là khay sạc không dây, còn đây là chỉ là một khay bình thường đậy thôi. Ở cửa sổ trời anh cũng vừa phân tích bên trên rồi. Ghế thì vẫn là được chỉnh điện, ngồi vẫn rất là êm, lái vẫn rất là sướng, bởi vì là cái động cơ không gầm, cả giác lái thì nó vẫn giống như bản 2.0Q, tuy nhiên là nó chỉ khác nhau về option thôi. Nếu anh chị quan tâm về hệ thống lái cũng như là quan tâm đến cái người ngồi phía sau, mua xe về để người ngồi phía sau thì có thể là tham khảo chiếc xe này. Thì chiếc xe này cũng đang có một phần ngồi ghế thứ hai, thì em cũng phân tích thêm là đây là cái
khay để cốc cho hàng ghế thứ hai. Tuy nhiên là nếu mà chị lấy trên 3 phiên bản cao thì sẽ là một cái bảng điều khiển cho hàng ghế thứ hai, có chỉnh điện, chỉnh rèm cũng như là có các cái chức năng điều chỉnh nhạc. Cửa gió điều hòa cho ghế thứ hai thì vẫn được trang bị cổng sạc. Vừa rồi thì em đã thông báo cho anh chị về cái giá bán của dòng xe Toyota Camry thời điểm tháng 8 năm 2023. Anh chị cần em tư vấn thêm về các vấn đề khác về xe, vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.